Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam Mô Phổ Hiền Bồ Tát, Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Nam Mô Tuyên Hóa Bồ Tát, Nam Mô Quảng Không Bồ Tát, Nam Mô Đức Huỳnh Giáo Chủ, Nam Mô Tùng Giả Ưu Ba Cúc Đa, Nam Mô Tùng Giả An Nan, Nam Mô Tùng Giả Mục Kiều Đen, Nam Mô Tùng Giả Ưu Ba Ly, Nam Mô Hộ Pháp Trung Tôn Bồ Tát, Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát, Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát, Nam Mô Hoan Hỷ Tạc Bồ Tát, Nam Mô Hương Cúng Dường Bồ Tát, Nam Mô Tất Cả Mười Phương Ba Đời Chư Phật. Con là đệ tử Quán Nguyện đã chép xong Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Trọn Bộ. Nay con xin đem cúng dường quyển kinh này và xin tất cả các đức Phật, các vị Bồ Tát chứng minh gia hộ cho con được hồi hướng tất cả công đức này cho tất cả chúng sanh cùng trong khắp pháp giới, những oan gia trái chủ từ nhiều đời nhiều kiếp của con và những chúng sanh ở cõi địa ngục, tất cả đều hưởng trọn đặng phần công đức. Con xin trân trọng cúng dường và xin lễ lạy ba lạy. Con xin đa tạ các ngài đã nhận phần cúng dường của con. Nay con xin để mở những trang kinh mà con đã chép ra để chứng minh rằng con đã chép xong tất cả quyển thượng. Sammo di soha.